Năm đó thầy học ở Huệ Nghiêm, tức là chỗ bến xe miền Tây. Thì mới học năm thứ nhất, năm đó 17 tuổi. Thầy đi tu hồi 14 tuổi. Thì sau cái mùa an cư kiết hạ thì trường ta cho tăng sinh về nghỉ nửa tháng. Tới đầu tháng 8 thì trở lại tiếp tục học. Thì từ cái hương lộ 10, từ Bình Chánh mà xuống Cầu Tràm, thì cái hương lộ 10 đó là lộ nhựa. Còn đi về quê thầy đó phải đi vô trong trong đồng 2 cây số. Và cái mùa tháng 7 là cái mùa cấy. Thì thời hồi đó thì cái vùng đó cấy có một mùa, tháng 7 cấy tới tháng chạp thu hoạch cấy có một vụ lúa rồi. Thì trên đường đi đó có một cái đám cấy khoảng 20 công cấy, già có trẻ có, đa số là người nữ hết. Thì đang đi ở trên đường thì có cái cô công cấy là cô đứng dậy, rồi nói thưa thầy, thầy đi tu lâu lâu mới về quê một lần, mà chị em ở quê thì có cái điều thắc mắc mà không biết hỏi ai. Nhưng cái dịp này thì chị em xin hỏi thầy đáp giùm. Thì mình cũng không biết hỏi cái gì nữa, khó hay dễ. Tôi mới nói thì mấy cô có cái gì thắc mắc thì cứ hỏi, dễ thì tôi trả lời ngay bây giờ, còn nếu khó quá thì hẹn dịp khác. Bởi tôi mới tu, mới đi tu chưa có học nhiều, mình cũng khiêm tốn một chút, lỡ như họ hỏi khó quá cái mình bí thì sao. Cho nên tôi trả lời hãy dễ thì trả lời ngay, mà hãy khó quá là đợi dịp khác. Cái câu đó cậu mới nói thế này: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao vội lo tu sớm, thôi về xây mộng với em đi. Tôi biết thế nào quý vị cũng cười. Nhưng mà trong lòng tôi thì trống đánh lung tung. Mình đâu phải là một thi sĩ mà xuất khẩu thành thơ. Câu này cũng, nhưng mà cái này là có sắp đặt, mấy bà già bà xúi, chứ cô gái này cô không dám đâu, mà mấy bà già bà xúi rồi. Tôi mới nói, tôi để cái cặp xuống, tôi nói là mấy cô mấy bà đứng dậy hết nghe tôi trả lời. Chứ bây giờ tôi trả lời mà có người nghe người không nghe rồi uổng lắm, thì đứng dậy hết đi. Cái mấy bà mấy cô nghe vậy đứng dậy hết, tôi mới trả lời. Nhưng mà lấy giấy lấy viết ra chứ không dám nói không. Lấy viết, họ làm thơ mình cũng làm thơ. Tôi trả lời thế này: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trau dồi lấy tấm thân, nhỏ lo tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Mà tôi nói vậy cho nó qua vậy thôi, chứ biết ở đâu mà chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Mãi cho đến năm 2001 thì ni trưởng trụ trì chùa Long Hoa đó là khai khóa Phật thất mùng 1 cho tới mùng 7 hàng tháng. Sư bà mới ra Vũng Tàu, sư bà mới nói:
Thầy là cùng quê hương, chùa Long Hoa có mở Phật thất, tôi mời thầy mỗi tháng về đó giảng cho đạo tràng một thời, thì kết cái nghĩa đồng hương. Tôi nói dạ. Thì sư bà với tôi là người đồng hương, tôi nhận lời. Thế thì tôi về cái chùa Long Hoa là tôi giảng, rồi tôi gặp cái cô đó, cái cô mà chúng mình xây mộng ở Tây Phương đó, gặp cái cô đó. Thì mà lâu quá làm sao nhớ được. Thì tôi giảng xong rồi cậu mới đến, cậu mới nhận là người đồng hương, và cậu kể cái chuyện đó. Thế thì sau đó thì cô có chồng, có hai đứa con. Chồng cô đi cách mạng, tử trận, hy sinh. Bây giờ cô nuôi hai đứa con nữa, trưởng thành, học đại học, tốt nghiệp, ra trường. Thì cổ thì tham gia cái Phật thất, cái chùa Long Hoa đó hàng tháng. Nghĩa là tháng nào cô cũng về cái chùa Long Hoa đó để tham dự cái khóa Phật thất đó. Tôi thì đi giảng tịnh độ, hay không? Tôi đi giảng tịnh độ, cô đó thì cổ tu pháp môn niệm Phật. Rõ ràng là chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Thì hôm nay tôi nói cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn tu mà có hai điều kiện quan trọng. Đó là gọn gàng và thù thắng. Riêng chỉ cái pháp môn tịnh độ là có hai cái yếu tố gọn gàng thù thắng. Gọn làm sao? Đúng ra thì mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình bỏ hai chữ cũng được, A Di Đà Phật cũng được. Cho nên có đạo tràng thì niệm sáu chữ như đạo tràng Quảng Pháp, mà có đạo tràng thì bốn chữ như đạo tràng Chùa Giảng Đức, đâu có sao đâu. Cho nên quý vị đừng có câu nệ rằng bốn chữ khác với sáu chữ, sáu chữ khác với bốn chữ, không sao hết. Bây giờ gọn mà. Ví dụ như ở chùa, cái cô Phật tử đó, cô về cô làm công quả, mà thầy trụ trì mới gọi Diệu An đến thầy nhờ chút, thì đúng ra cái cô Phật tử Diệu An này phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Đằng này thầy trụ trì gọi Diệu An cái Phật tử này mô Phật, mà thầy không có rầy, không có rầy. Mô Phật là nói gọn của Nam Mô A Di Đà Phật, mà thầy không có rầy. Nhưng mà mình đọc kinh mà trật một chữ, thiếu một chữ là bị rầy. Nhưng mà niệm Phật có hai chữ, thiếu bốn chữ không ai rầy hết. Bởi vì sao? Cái pháp môn này gọn gàng. Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được. Bỏ thêm hai chữ nữa còn mô Phật cũng được. Thấy gọn không? Một chữ Phật, cái chữ thôi. Quý vị có xem cái phim của bà Lưu Vĩnh Khương ở Đài Loan, bà niệm Phật mà thiêu có xá lợi. Bà người Đài Loan, đệ tử của Pháp Sư Tịnh Không, là khi mà bà hấp hối trên giường bệnh, con cháu bà quay quần đó niệm Phật, thì bà còn có chữ Phật, Phật, Phật. Tại sao? Hơi đâu còn nữa mà niệm sáu chữ. Bây giờ mình niệm giỏi lắm, tại vì mình còn mạnh giỏi, hơi mình còn nhiều. Cái giờ hấp hối đó một chữ sao niệm không được. Bà Lưu Vĩnh Khương này, bà ráng bà Phật, 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 có chữ à? Có ai rầy bà không?
có ai bắt lỗi bả không? Không. Như vậy là từ 6 chữ bỏ còn 4 chữ, 2 chữ, 1 chữ, gọi là gọn gàng, không có pháp môn nào gọn gàng hết. Cho nên tôi nói đó, lúc mà hấp hối đó, niệm một câu thôi. Trong kinh Đức Phật nói niệm 10 câu mà tôi nói một câu thôi. 10 câu nhiều lắm, sợ niệm không được nữa. Bởi vì sao? Không còn sức lực để mà niệm, không còn hơi để mà niệm, lúc đó mới là khó khăn. Cái thứ hai đó là thù thắng. Cái pháp môn niệm Phật này, Đức Phật A-di-đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh hai đối tượng. Một là nhất tâm, hai là chưa nhất tâm. Thế thì trong kinh Di Đà có một cái câu thế này: lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Còn tâm không điên đảo thì sao? Không vãng sanh. Cách nghĩa vậy đó. Bây giờ căn cứ trong kinh mà. Vì tâm bất điên đảo thì không được vãng sanh. Như vậy thì nói quan cho Đức Phật A Di Đà. Nói quan. Bởi vì Ngài phát nguyện tiếp dẫn hai đối tượng. Thì tại sao chúng ta lại cắt nghĩa là người nhất tâm bất loạn thì vãng sanh, còn cái người chưa nhất tâm thì không vãng sanh? Nó căn cứ trong kinh có cái đoạn đó. Chúng ta đừng chấp cái văn tự, đừng chấp cái văn tự, mà chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta học cho rốt ráo chúng ta mới hiểu. Thế còn chúng ta chấp vào cái câu kinh đó, chúng ta giải thích là nói oan cho Phật, mà không có nói cái đó. Hai đối tượng, tức là 2011 tôi đi hoằng pháp ở bên Úc, nó xảy ra một cái chuyện thế này. Hôm đó tôi giảng tại chùa Linh Sơn ở tiểu bang Brisbane, thầy Tịnh Đạo chủ trì. Mà chùa Linh Sơn này là cái hệ thống của Hòa Thượng Quyền Vi, Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới. Mà cái hệ thống này là tu pháp môn tịnh độ. Bữa đó tôi giảng tại đó, thì có một đạo hữu đứng dậy hỏi tôi thế này: thưa thầy, chúng tôi có một cái đĩa mà cái vị pháp sư này giảng ở chùa Tam Bảo Rạch Giá, mà nó lọt qua bên Úc. Cái vị pháp sư này nói thế này: bên thiền chúng tôi chấp nhận nhất tâm vãng sanh, không chấp nhận đối nghiệp vãng vãng sanh. Lý do tại sao? Vì hành giả niệm Phật nhất tâm là họ diệt phiền não vọng tưởng điên đảo, họ được vãng sanh. Thiền tông chấp nhận. Còn cái người niệm Phật mà tâm còn tán loạn, nghiệp họ chưa dứt, phiền não vọng tưởng điên đảo còn, mà họ về cực lạc, họ làm rối cho người ta, rối bên cực lạc. Bởi vì cái nước cực lạc là cái nơi thuần tịnh, không thể chứa chấp một người còn phiền não, còn vọng tưởng về bên đó. Thì cái đạo hữu đó mới đề nghị rằng tôi giải thích cái chỗ đó. Tôi né, tôi không có giải thích. Tôi nói thôi, cái chuyện đó để đó,
Tôi đi hết 5 cái tiểu bang cái đã. Rồi khi mà tôi về đó, bây giờ tôi mua vé máy bay là ở Melbourne, cho nên đi các cái tiểu bang khác rồi về Melbourne mới về Việt Nam. Thì cái lúc mà tôi về lại cái tiểu bang này tôi sẽ trả lời. Đó là cái cách mà tôi rút lui. Thế là tôi lên cái tiểu bang Brisbane, cái chùa Linh Sơn ở trên Brisbane đó cũng là cái hệ thống của Hòa Thượng Quyền Vi. Tôi giảng ở đó, mấy đạo hữu đó dí tôi rồi nói được, chạy không khỏi, chạy không khỏi được. Thì tôi biết rằng là họ cố tình, họ tha thiết rằng họ nghe tôi trả lời cái đoạn đó như thế nào. Tôi mới nói với đạo hữu đó thế này: ở dưới Linh Sơn, ở dưới Melbourne tôi không trả lời rồi, lên đây tôi gặp mấy đạo hữu dưới tôi, thôi thì trước sau cũng phải trả lời. Về Thiền Tông thì chúng tôi có học, nhưng mà không tu cái pháp môn đó, có học nhưng mà không có tu. Để bởi vì học trường thì người ta dạy hết 10 tông phái: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Pháp Tướng Tông, Từ Ân, tức là 10 tông trong Phật Thừa Tôn Yếu Luận tôi học hết. Nhưng mà mình chọn cái pháp nào mình tu thì khác. Tôi không chọn Thiền Tông mà tôi chọn Tịnh Độ, cho nên không rành nhưng mà hiểu biết. Thôi thì bây giờ tôi nói bên thiền quý vị nghe. Bên Thiền Tông là tứ quả sa môn. Tứ quả, đầu tiên hết người tu thiền đạt được cái quả đầu tiên hết, tu Đà Hoàng. Rồi tứ đà hàm, a na hàm, a la hớn, tứ quả sa môn, tức là cái quả vị tu chứng của Thiền Tông. Như vậy cái quả đầu tiên hết tu Đà Hoàng gọi là dự lưu, là nghiệp còn, phiền não còn, họ mới diệt được vô minh hoặc, mà trần sa hoặc chưa diệt được, mà họ chứng quả thánh. Thế thì cái quả tu Đà Hoàng này đâu phải ngang đó, mà phải tu để chứng cái quả thứ hai là tư đà hàm, rồi chứng cái quả thứ ba là a na hàm, mới chứng cái quả thứ tư là a la hớn. Như vậy chứng quả thánh của Thiền Tông mà nghiệp còn thì có đồng với Tịnh Độ là đối nghiệp vãng sanh không? Chứ đâu có khác đâu. Bởi vì chứng quả thánh nhưng mà nghiệp còn thì phải tu. Đó là thất lai rồi nhất lai mới vô sanh là a la hớn. Như vậy Tịnh Độ, cái hành giả đó niệm Phật mà lúc họ bỏ cái xác thân này họ chết, nghiệp họ còn, còn tham, còn sân, còn si, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn họ. Họ tiếp dẫn họ là vì Ngài phát nguyện rằng đối nghiệp vãng sanh Ngài cũng tiếp, mà nhất tâm vãng sanh Ngài cũng tiếp. Cho nên hai cái đối tượng Đức Phật Di Đà tiếp dẫn là đối nghiệp và nhất tâm. Trong kinh Đại Tập có một cái đoạn kinh thế này: một cái cây kim người ta bỏ trên mặt biển, cây kim đó chìm sát đáy. Mà quý vị biết cây kim này cái trọng lượng nó là bao nhiêu, nhưng mà bỏ cây kim trên mặt biển, cây kim nó chìm sát đáy. Thế thì sắt, đá hàng trăm tấn mà người ta chở qua biển Đông được là nhờ chiếc tàu. Nếu không có chiếc tàu thì sắt đá cũng chìm như cây kim thế thôi. Nghiệp của chúng sinh là dụ cho sắt đá,
mà Đức Phật Di Đà là dụ cho chiếc tàu. Tôi nói cái điều này để quý vị an tâm, may mắn lắm, hạnh phúc lắm. Nếu mà thầy trò chúng ta không nương nơi Đức Phật A Di Đà, không nhờ cái lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì thầy trò chúng ta chìm xuống dưới đáy biển hết, vô trong A Tỳ địa ngục hết. Không đơn giản đâu. Thế bây giờ trong cái pháp hội này, niệm Phật đông đó, nhiều đó, nhưng mà mấy người được nhất tâm? Chắc chắn được mấy người nhất tâm. Rồi những người không nhất tâm này thì sao? Xuống A Tỳ địa ngục hết chứ sao? Cho nên tôi nói, chúng ta có phước, chúng ta may mắn, chúng ta gặp cái pháp môn tịnh độ. Chứ nếu như không gặp, không tu cái pháp môn này là chắc chắn thầy trò chúng ta vô địa ngục hết, không có mạng nào khỏi hết. Đây là một cái phước lớn, đây là một cái hạnh phúc. Vì vậy cho nên Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện, cho nên cái hành giả nó lúc hấp hối ngài đến, ngài làm cho cái người đó nhất tâm, rồi ngài rước họ về cực lạc. Chứ không phải mình nhất tâm, mà cái nguyện lực của ngài, ngài làm cho chúng ta nhất tâm, rồi ngài vước rước chúng ta về cực lạc. Nhưng mà chịu khó phải ở hạ phẩm. Tại sao? Vì cái công quân tu tập của mình còn kém cỏi lắm, còn nghiệp mà, không được ở thượng phẩm hay trung phẩm, mà phải ở hạ phẩm hạ sanh. Ở đó một tiểu kiếp sàng mới nở. Ở trong đó làm cái gì? Cây nước ao hồ chim rừng biết thuyết pháp. Cây nước ao hồ bên tịnh độ biết thuyết pháp. Mình không thấy được Đức Phật A Di Đà, không thấy được hai vị đại Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, cũng không thấy được thánh chúng, mà chỉ nghe cây nước ao hồ thuyết pháp. Cái hành giả nó ngồi trong cái hoa sen đó nghe pháp mà tu, đến bao giờ nghiệp dứt thì sen mới nở. Tôi ham cái chỗ đó mà tôi tu chứ không có gì hết, nhiều đó ham rồi. Xin thưa quý vị, ở nơi đó con người không tạo nghiệp nữa, không tạo nghiệp nữa. Ví dụ bây giờ có một cái hòn đảo xa đâu ở ngoài Thái Bình Dương, mà cái hòn đảo đó thì không ai hút thuốc hết. Ở trong đất liền mà chở mấy cái người mà ghiền thuốc ra ngoài đảo, bỏ ngoài đảo đó, quề cả làng, thuốc đâu mà hút. Đúng không? Một thời gian nữa thì cái người ghiền thuốc đó hết ghiền thuốc. Cho nên khi chúng ta vãng sanh về hạ phẩm thì cái nơi đó là hành giả không tạo nghiệp, mà cái nghiệp trước thì ở trong cái hoa sen đó tu, đến bao giờ dứt nghiệp thì sen nở. Đó là đối nghiệp vạn vãng sanh. Cái đoạn thứ hai trong kinh Đại Tập nói: Ngọc Mani dìm trong chậu nước đục, chậu nước đục hóa thành nước trong. Cái nước đục không thể nó thành nước trong được, nhưng mà nhờ màu nhiệm của Ngọc Mani, danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sanh, tâm mê của chúng sanh hóa thành tâm tịnh. Cái màu nhiệm. Như vậy mình có cái Ngọc Mani, mình bỏ vô cái chậu nước đục, thì cái chậu nước đục này nó trở thành nước trong liền. Màu nhiệm của Ngọc Mani, chứ cái nước đục này không thể hóa được.
cái danh hiệu Phật gieo vào tâm mê của chúng sinh, tâm mê chúng sinh hóa thành tâm tịnh, là mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật. Là ngày xưa có một cái bà tín đồ, bà tu pháp môn niệm Phật, tu pháp môn Phật, mà ông chồng bà thì không có thích, cho nên mỗi khi bà mặc áo tràng và lên bàn Phật và đánh chuông và niệm hương và niệm Phật thì ông chồng nhái nhái, nhưng mà cái tâm của ông thì không không có phỉ báng, nhưng mà cái thói quen phải nghe bà vợ đánh chuông thì ông nhái. Đến khi mà ông chết thì quỷ vô thường nó xách còng tới, nó còng ông. Ông nhái mà. Ông nghe cái còng nó len keng, ông tưởng đâu bà vợ ông bánh chuông, ở đây mô Phật, còng đồ đức hết trơn. Một cái anh nữa, anh đi rừng, anh gặp con cọp, nó dí ảnh. Anh quýnh quá không biết làm sao, cảnh nhảy thoát lên cái cây, ngồi trên cái chảng ba đó. Con cọp nó leo cây không được, beo nó leo được, nhưng mà cọp leo không được. Nó ngồi dưới gốc cây đó, nó chờ ảnh xuống để nó thịt ảnh. Ảnh ngồi mãi cho tới chiều, đói bụng quá mà dồn thấy cọp còn ngồi dưới không biết làm sao. Thì ở trên cây cái ảnh nghĩ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cọp nó tưởng đâu la nó, cái nó chạy mất tiêu. Anh đi xuống anh về tỉnh queo không sao hết. Anh niệm to quá, cái nó nghe anh niệm to, anh tưởng đâu la nó, cái nó sợ, cái nó chạy đâu mất, cái anh tuột xuống anh đi về đó. Cọp không có ăn anh. Vì vậy cho nên cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà là tiếp dẫn chúng sanh hai đối tượng nhất tâm và loạn tâm. Đó là cái sự mầu nhiệm của đức, của pháp môn niệm Phật, gọn gàng thù thắng. Còn một cái việc nữa mà chắc bữa nay nói không hết là cái nhân duyên. Nói về chuyện vãng sanh, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Cho nên gần đây đó thì có một số, một nhóm cư sĩ, chứ còn nhà chùa thì không có cái chủ trương này, một nhóm cư sĩ đã lập ra một cái đạo tràng đi hộ niệm. Quý vị làm cái này tôi cho rằng tốt, không có gì nhà tốt. Ăn cơm nhà đi làm chứ có lấy tiền ai đâu, đúng không? Nhưng mà quý vị tuyên bố người này vãng sanh, người kia vãng sanh lung tung. Mãi cho đến ở miền Bắc, Hòa Thượng Bảo Nghiêm phải lên mặt báo là cho rằng đây là một sự biến tướng của đạo Phật. Hòa Thượng đề nghị chùa nào, chỗ nào có cái đó là tẩy chay, không chấp nhận. Thế thì quý vị thấy rằng vấn đề vãng sanh không đơn giản đâu. Bởi vì sao? Quý vị này không có học kinh cho rõ ràng, rồi theo cái quán tính của mình làm như vậy, tính cách xu hướng thời đại mà không nhằm vào kinh sách. Cho nên tôi nói cái chỗ này, nếu bàn về vấn đề vãng sanh, chúng ta phải bàn bốn việc. Thứ nhất là nhân duyên hội đủ là một. Thứ hai là có nhân thiếu duyên. Thứ ba là có duyên thiếu nhân. Thứ tư là nhân duyên thù thắng. Phải bàn bốn vấn đề này mới giải đáp được vấn đề vãng sanh.
niệm một hơi rồi tuyên bố người này mềm cái này, người kia mềm cái kia rồi vãng sanh lung tung, chưa được. Cái này chưa được. Cho nên ai đó có cái chuyện này thôi chấm dứt, không nên. Và chúng ta theo nhà chùa, có đạo hữu, có hành giả, lúc sắp lìa trần, chúng ta đến chúng ta niệm Phật, chúng ta hộ niệm là chuyện truyền thống của nhà chùa, của đạo Phật. Còn vấn đề vãng sanh này kia khác là chúng ta không nên tuyên bố. Cái này rất là nguy hiểm. Đó là tôi nói cái vấn đề mà Hòa Thượng Bảo Nghiêm phải lên tiếng. Ở ngoài Bắc nó có một cái phong trào gọi là Đạo Di Đà. Cái nhà nào mà có người chết, họ đến họ hộ niệm, có cái tượng Phật Thích Ca, họ úp vô, họ không để. Cái tượng Phật Thích Ca thờ trên bàn đó, họ úp cái hình nó vô, họ che mất, họ niệm Di Đà, rồi họ tuyên bố là người này vãng sanh, người kia vãng sanh lung tung. Rồi cuối cùng hết là các cấp giáo hội, họ báo lên Trung ương giáo hội. Hòa Thượng Quảng Nghiêm là phó chủ tịch hội đồng trị sự phải lên báo pháp luật, đời sống pháp luật, phải công bố cái này là biến tướng của đạo Phật, không chấp nhận. Thế thì chúng tôi ở Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi cũng có mấy cái trường hợp này. Tôi nói với vị cư sĩ là không nên, chỉ đến đó hộ niệm thôi, còn cái chuyện vãng sanh hay không vãng sanh không nên. Bởi vì quý vị chưa có học kỹ, chưa có thấu đáo về pháp môn niệm Phật, cho nên quý vị khoan nói cái đó. Hôm nay tôi nói cái này ở Cần Thơ, hôm qua tôi nói ở Bến Tre, tôi đi các tỉnh tôi nói hết, không có tỉnh nào tôi không nói hết. Để cái chuyện đó nó sai về Phật, với Phật Pháp. Tôi nói cái bốn cái nhân duyên để quý vị hiểu nè. Thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Cái hành giả này lúc sanh thời niệm Phật mà phát nguyện vãng sanh. Niệm Phật mà phải phát nguyện. Còn quý vị niệm Phật mà không phát nguyện là không đúng với cái yếu chỉ của tịnh độ. Giống như cái người đi mà không có mục đích. Sáng quý vị thức dậy, quý vị chuẩn bị thay y phục đàng hoàng đi, hỏi đi đâu không biết, mãi cho đến trưa nắng chiều xế ra đói bụng đi về, vô duyên. Cái đi mà không có mục đích đó. Còn cái người đó sáng họ chuẩn bị, họ đi đâu? Đi thăm bệnh, đi ăn dỗ, đi chùa, nó có cái mục đích. Cho nên cái người niệm Phật mà không phát nguyện vãng sanh giống như cái người đi mà không có mục đích, mà cái cuộc đi của mình là vô duyên. Phải phát nguyện. Như vậy cuối đời của cái hành giả đó, họ phát nguyện, họ niệm Phật, họ phát nguyện đủ tính hạnh nguyện. Niệm Phật cầu vãng sanh là đủ tính tư lương, hạnh tư lương, nguyện tư lương, tức là tam tư lương tịnh độ đủ. Khi cuối đời của hành giả đó, con cháu ở trong nhà nó tin tưởng pháp môn niệm Phật, tin tưởng pháp môn niệm Phật, không phỉ báng. Và cái hành giả đó giờ phút cuối cùng họ vẫn niệm Phật bình thường, không sao lãng, không mất chánh niệm. Và bây giờ đạo tràng đến nhà của hành giả đó tiếp dẫn, gọi là nhân duyên hội đủ. Cái nhân là niệm Phật phát nguyện vãng sanh đủ tính hạnh nguyện, con cháu trong gia đình không chống đối, bản thân của hành giả đó lúc lâm chung tâm không điên đạo, và khi chết rồi thì hành giả trong đạo tràng tới nhà đó niệm Phật hộ niệm đông đảo,
đó là nhân duyên hội tụ. Cái này quý vị thấy khó hay dễ? Chỉ một cái nhân duyên hội đủ không đã là khó rồi. Cái thứ hai đó là có nhân mà thiếu duyên. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật, tín hạnh nguyện đủ, cầu vãng sanh cực lạc, nhưng đến cái giờ phút cuối cùng là con cháu họ không tịch. Con cháu họ không tịch. Mà khi con cháu họ không tin thì họ không cho một người nào tới nhà niệm Phật hết. Đạo tràng có đến nữa họ đuổi về hết. Là có nhân mà thiếu duyên, không vãng vãng sanh. Cái thứ ba đó là có duyên mà thiếu nhân. Cái hành giả này lúc sanh thời có niệm Phật nhưng mà không cầu vãng sanh cực lạc. Niệm Phật để cầu tai qua nạn khỏi, niệm Phật để cầu bệnh, niệm Phật để cầu cho con cháu là làm ăn phát đạt, nhiều lý do lắm mà không nguyện vãng sanh. Quý vị thấy có không? Có cái gia đình này có người bệnh, họ vác đèn vác nhang lên, họ lại họ niệm qua trời qua đất tới người đã hết bệnh là cái dẹp, không niệm. Có niệm nhưng mà để cầu cho cái người bệnh hết bệnh thôi. Rồi con cháu nó hư hỏng quá, niệm Phật để cầu cho Phật gia hộ cho nó trở lại người tốt, nó không có phá tiền, nó không có hút sách xì ke ma túy, cũng niệm. Và niệm để cầu cho gia đạo được phát tài phát lộc mà không nguyện vãng sanh. Như vậy sau khi cái người đó chết, đạo tràng đến chật nhà để niệm, không có kết quả. Không có kết quả. Cái thứ tư, cái này là đặc biệt. Cái người này từ nhỏ đến lớn không biết chùa, không biết niệm Phật, vùng sâu vùng xa người ta không biết chùa, nhưng mà không quỷ bán tam bảo. Cái đạo hữu này năm nay 60 tuổi rồi, nhưng mà không biết chùa, không biết đạo tràng niệm Phật. Đến khi ngã bệnh rồi thì giao cho con cháu hết, không còn dính dấp cái gì nữa hết. Cái nghĩa buông bỏ, cái nghĩa đó là cái nghĩa buông bỏ. Cho nên hành giả niệm Phật phải buông bỏ, phải xả ly. Không xả ly không có kết quả. Tôi có giảng cái bài là ba nghi bốn ải. Khi mà sắp chết, tiền của chưa chia cho con cháu, thương tiền tiếc bạc, không vãng sanh. Đó là cái ải trong bốn cái ải. Vì vậy cho nên cái người hành giả này là khi bệnh hoạn rồi buông hết, giao cho con hết, không còn nghĩ cái gì về sự nghiệp, làm ăn, tiền bạc gì, giao hết, buông xả rồi. Bây giờ có một người bạn tốt, có một tăng ni thiện hữu tri thức đến thăm bệnh, khuyên cái người này niệm Phật, thì cái người này họ chấp nhận, họ niệm Phật. Là vì họ buông hết rồi, sự nghiệp họ buông hết rồi, họ niệm Phật. Và con cháu của cái người này thấy mẹ mình, bố mình bệnh hoạn lúc tuổi già rồi mà phát tâm niệm Phật, họ mừng, họ tán trợ, họ khuyến khích. Khi cái người này nhắm mắt thì đạo tràng hành giả tới đó niệm Phật cũng được, mà không có thì con cháu họ niệm cũng được. Nhân duyên thù thắng, 10 người vãng sanh 11 người. Vỗ tay. Như vậy đó, bốn cái khoa này mới nói điều vãng sanh. Chứ còn lôi thôi cái này là nguy hiểm. Chúng ta phải là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Không thể dùng thiểu thiện thiểu phước mà được sanh về nước kia. Tôi giải cái chỗ thiểu thiện thiểu phước quý vị nghe. Ở trên đời này mà tu
mà như Lương Võ Đế đó cũng khó lắm, cất 72 cái chùa đó, cất đúc 72 cái chuông. Ở đây có ai làm 71 cái chùa không, giơ tay lên coi. Không có, không có ai cất 71 cái chùa hết. Như vậy là thua Lương Võ Đế. Nhưng mà cuối cùng là Lương Võ Đế hỏi tổ sư Bồ Đề Đạt Ma: trẫm làm như vậy có công đức gì không? Đúng ra thì tổ phải nói: đại vương làm như vậy là công đức vô lượng vô biên, đúng không? Phải nịnh người ta chút cho ta làm vua mà. Mới tới đầu hôm sớm mai rồi, Lương Võ Đế hỏi vậy cái ngài lắc đầu, ngài nói bằng hậu cải rồi, khuya cuốn gói trốn thì mất tiêu. Nói mà trốn đi chứ đâu phải dám ở đó đâu, nên ta làm vua mà. Đúng ra là tổ phải nói với Lương Võ Đế là trẫm làm như vậy, đại vương làm như vậy là công đức vô lượng vô biên, phải không? Tôi nhớ rồi, mấy bà Phật tử đi cúng là có tạ tấn gạo, cái thầy trụ trì nói công đức vô lượng vô biên, có tấn gạo à. Mà Lương Võ Đế làm vậy mà tổ nói không có, vì tổ nói thiệt, tổ không có nịnh. Còn mình hay nịnh lắm, đúng không? Mình nịnh bổn đạo cho mình nói là làm vô lượng vô biên, tổ nói thiệt tổ không có nịnh. Nhưng mà nói lỡ rồi thì tối đi, chứ để nó sợ mít lòng ở không được. Thế thì trên đời này mình tu gọi là thiểu phước, như là bố thí, ăn chay, hiếu kính với cha mẹ, làm chùa, đúc chuông, in kinh, tạo tượng, thiểu phước. Làm nhiều đó mà thiểu phước. Thì cái đa phước là cái gì gọi là đa phước? Bây giờ thiện, thiểu thiện, mình làm tất cả những cái Phật sự, những cái công tác từ thiện xã hội lớn nhất ở cái thế gian này cũng là thiểu thiện. Thế thì bây giờ cái pháp môn niệm Phật này nó là đa thiện đa phước mới vãng sanh, còn thiểu thượng thiện thiểu phước không được vãng sanh. Thì cái nào là đa thiện, cái nào là đa phước? Chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà mà niệm gọi là đa phước, phát bồ đề tâm gọi là đa thiện. Như vậy hành giả chấp trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm mà phát bồ đề tâm gọi là đa thiện đa phước mới được vãng sanh, cái thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh. Mình có niệm Phật mà mình chưa phát bồ đề đề tâm. Quý vị hôm nay quý vị có niệm Phật nhưng mà bồ đề tâm quý vị chưa phát. Mà bồ đề tâm là vua của tất cả các pháp lành, phải phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là sao? Niệm Phật để thành Phật, chứ không phải niệm Phật cho đỡ khổ, niệm Phật cầu cho tai qua nạn khỏi, niệm Phật cái cầu cho gia đạo được, tấn tài tấn lợi, không phải. Mà niệm Phật để thành Phật, bao giờ thành Phật mới vừa lòng con. Như vậy đó, hành giả chúng ta niệm Phật là phải phát bồ đề tâm, thì đa thiện đa phước mới được vãng sanh cực lạc, chứ thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh. Như vậy rõ ràng trong kinh nói đó. Bây giờ tôi minh họa cái pháp môn niệm Phật để cho quý hành giả có cái niềm tin mà tu không có nghi ngờ gì hết. Thế thì cái năm tôi học trường Phật học ở ngoài Hải Đức, ở ngoài Nhà Trang, Hòa Thượng Trí Thủ làm viện trưởng, và chính ngài dạy cái bộ Di Đà Sớ Sao cho tôi. Năm tôi ra đó năm 68, tới năm 72 tôi ra trường học 4 năm, thì Hòa Thượng Trí Thủ dạy cái bộ Di Đà Sớ Sao. Trong Di Đà Sớ Sao có một câu chuyện ở chùa Đông Lâm, tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu.
cái chùa này tu pháp môn tịnh độ, trú dạ lục thời, tức là sáng ba thời, tối ba thời. Hôm nọ chư tăng họ đi làm vườn, họ mới gặp một cái tàu cao nó rớt xuống, có cái ổ sáo, có con sáo con còn nhỏ lắm, thì các thầy mới sợ mèo nó chụp, cho nên đem vô mới nuôi cẩn thận lắm. Khi con sáo nó lớn đủ lông đủ cánh rồi thì các thầy mới lột lưỡi, nó nói tiếng người được. Hòa thượng trụ trì thì căn dặn là không dạy nó nói cái gì khác hết, mà dạy nó niệm Phật, dạy nó niệm Phật. Thì con sáo đó niệm Phật, hãy chư tăng niệm thời nào thì nó niệm thời đó, trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời, tinh tấn lắm. Một hôm đó thì chư tăng họ phát hiện là cái thời niệm Phật khuya 5 giờ không nghe con sáo nó niệm, cái thời đầu, cái thời giữa thì nghe nó niệm, mà cái thời cuối thì không nghe nó niệm. Sáng các thầy mới ra đó quan sát thì thấy con sáo nó chết, nhưng mà nó đứng ở trên lòng chứ nó không có ngã xuống. Quý vị thấy con ngựa chết nó cũng ngã, con người chết nó cũng ngã, tất cả con gì chết cũng phải ngã xuống đất hết, mà con sáo nó đứng ở trên lòng rồi mà nó chết, nó không có niệm Phật là nó chết. Chư tăng họ mới báo cho hòa thượng trụ trì, thì hòa thượng ra, hòa thượng mới thấy và nói đây là một hành giả niệm Phật với chúng ta có kết quả. Qua cái việc nó chết mà chết đứng như vậy đó thì ngài xác định là nó có kết quả. Thôi thì các thầy đem ra vườn chùa chôn, chôn cất, niệm Phật đưa linh, giống như là một hành giả vậy mà. Một năm sau thì chư tăng họ đi làm vườn, họ phát hiện là có cái bụi sen nó mọc lên ở trên gò. Sen đâu có mọc ở trên gò, đất liền nó mọc với ao. Thế thì có lá, có hoa, có trái, có búp, có bông, cái mùi thơm ngào ngạt cả chùa hết. Chư tăng họ mới vào, họ báo cho hòa thượng trụ trì. Hòa thượng ra tới nơi, hòa thượng thấy lạ. Các thầy à, xưa nay không bao giờ sen mọc ở trên đất liền hết, mà sen mọc ở dưới bùn. Cái chỗ nào bùn sâu hôi sen mới tốt, tại sao sen mọc ở trên nền đất, lạ quá. Thôi để đó, hòa thượng mới viết một cái phong thư gửi cho Đường Huyền Tôn, bởi vua Đường với hòa thượng là bạn học, mà vua Đường là có cái tín tâm với Phật pháp. Ý của hòa thượng là muốn nhà vua đến đây để chứng kiến cái việc này, để nhà vua tăng thêm cái niềm tin với Phật pháp. Sau đó nhà vua mới tiếp được cái phong thư của hòa thượng trụ trì. Nhà vua thân hành đến chùa, thì dẫn nhà vua ra ngoài vườn chùa đó nhìn cái bụi sen này. Rồi hòa thượng mới chỉ dạy chư tăng là nhẹ tay đào thử xem dưới gốc cái bụi sen đó là cái gì. Thì cuối cùng chư tăng họ mới nhẹ nhàng họ đào, họ phát hiện cái lưỡi con sáo mọc lên cái bụi sen. Cho nên vua Đường mới cảm kích và làm một bài thơ tứ tuyệt tặng con sáo chùa Đông Lâm. Nội dung đó bài thơ đó thế này: nhất hữu linh cầm biệt biệt nhi, giải tòng tăng khẩu niệm a di, lập vong lung bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỳ. Dịch ra tiếng Việt Nam đó, có một con chim biệt biệt nhi, cái tên riêng của nó là biệt biệt nhi. Nó nghe thầy dạy niệm a di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứng một sen thế mới kỳ. Như vậy đâu phải mình niệm Phật mà vãng sanh, con sáo niệm Phật cũng vãng sanh. Con sáo niệm Phật vãng sanh. Đó là câu chuyện mà ghi lại trong Di Đà Sớ Sao mà tôi học. Tôi nhớ cái bài thơ đó tới bây giờ đọc với vậy nghe. Câu chuyện thứ hai là con chuột niệm Phật. Con sáo là bây giờ con chuột.
Hạ Liên cư sĩ là đệ tử của Ấn Quang đại sư, ngài lãnh đạo một cái đạo tràng niệm Phật đó 3.000 người, 3.000 người. Thì hôm nọ Hạ Liên mới dọn cái phòng ngủ thì bắt gặp có cái ổ chuột, có một con. Ngài cũng gì đâu mà theo Phật là chết, thế ông bình thường đó có làm. Sư cụ mới nói thôi để đưa ông Táo 23 tháng chạp rồi đi luôn với ông Táo cho nó khỏe, ngài nói chơi thôi. Ông Táo với ai đồng đi đó là. Ông cư sĩ đó ông nghe dạ, thôi xuống làm công quả bình thường, khuya dậy rước vía rồi ngày mai vía Phật A Di Đà rồi bình thường. Tới cái ngày 23 tháng chạp, ở dưới nhà bếp họ nấu xôi để chiều mát mát ra đưa ông Táo. Mấy bà mới cho cái về cơm cháy, ông mừng quá, công quả mà được mấy bà thương, cho cái về cơm cháy ông ăn được nữa rồi ông để cái về cơm cháy xuống chạy lên phương trượng sư cụ. Bữa nay đưa ông Táo sư trụ, cụ cho con đi với ông Táo nha. Sư cụ nói ờ thì mày đi, mày đi. Chứ lỡ rồi hôm trước nói đi với ông Táo bây giờ rồi sao nữa, còn hẹn gì nữa. Ông chạy ra cái nhà chất củi sao đó, có cái bộ phản nhỏ nhỏ rồi leo lên ngồi xếp bằng đồ vãng sanh, đi với ông Táo. Cho mãi tới 5 giờ tăng chúng người ta dọn cơm chiều, không thấy ông công quả đâu. Thì kiếm thấy ông ngồi ngoài đó la, tu hành thì có giờ có giấc, giờ nào cũng tu, bây giờ này dọn cơm không lo dọn cơm với người ta mà tu, la rầy ông làm thình nói chết rồi còn gì đâu là nói. Tới chừng mấy thầy rồi nó đụng tới cứ ngắt chạy lên nó thưa với sư cụ, thưa sư cụ cái ông công quả ông chết rồi. Ông nói ờ hồi nãy nó lên nó thưa với tao, nó đi với ông Táo đó. Tôi đố quý vị chứ ông cư sĩ đi với Phật Di Đà, đi với ông Táo Di Đà. Ông Táo là cái nhân vật trừu tượng đâu có thiệt, nhưng mà sư cụ không cho đi. Sư cụ không cho đi. Sư cụ nói với ông đó là để 23 tháng chạp đi với ông Táo, để ông nghe lời sư cụ ông đi với ông Táo. Nhưng mà cái tâm của ông đã là tha thiết với Phật A Di Đà rồi. Ông đi ngày 17 tháng 11 đó chứ không phải đi 23 tháng chạp đâu. Nhưng mà sợ sư cụ buồn cho nên nán lại đợi cho tới 23 mới đi. Đó là cái ông công quả. Thế thì nán lại một ngày, cái câu chuyện nán lại một ngày đó là trong niệm Phật thập yếu đó, Hòa Thượng Trí Tịnh có viết cái câu chuyện nán lại một ngày. Thì cái bà cụ này là bà ngoại của Hòa Thượng Tắc Thành, chùa Đông Phước ở Bình Đông, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Tôi ở Cần Đước, cái câu chuyện ở Cần Giuộc cách tôi chừng 7-8 cây số rồi. Thì bà cụ đó là đệ tử của chùa Bồ Đề. Thì bữa đó bà cũng cảm mạo chút đỉnh thôi. Bà nói với đứa cháu ngoại đó, con lên chùa Bồ Đề con thưa với sư cụ. Nói bà ngoại mời sư cụ xuống để bà ngoại thấy mặt, bà ngoại về Phật. Bà ngoại thấy Phật A Di Đà ba đêm. Cái người cháu mới lên thưa với sư cụ. Sư cụ nói mai đó vía Thích Ca, Phật Thích Ca mùng 8 tháng 4. Hồi xưa người ta làm lễ mùng 8 tháng 4. Con về con nói với bà đó, nán lại một ngày, mai sư cụ tắm Phật. Rồi khoảng 10 giờ đó, sư cụ lên thăm bà. Cái cháu ngoại nó về, nó nói ngoại ơi, con lên thưa sư cụ. Sư cụ nói bà ngoại, nán lại một ngày, mai sư cụ tắm Phật, rồi 10 giờ sư cụ đến. Mai 8 giờ tắm Phật. Sư cụ mới nói thôi, mấy bổn đạo ở chùa ăn chè chơi, tôi đi thăm bà bổn đạo một chút. Tôi hẹn với bà hôm qua, bữa nay tôi lên tôi thăm bà một chút. Thì sư cụ giờ tới nhà thì đứa cháu ngoại nó ra nó thông báo tới sư cụ đến rồi ngoại. Sư cụ máng cây dù ở cửa đó, sư cụ đến cái giường chỗ bà bệnh đó. Bà mới nói con chờ thầy hôm qua tới nay, con chờ thầy hôm qua tới nay.
thầy niệm Phật cho con đi. Rồi hai thầy trò niệm, để thầy sư cụ thấy bà lấy hơi lên, cái thầy mới nói, niệm qua tứ thánh, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, bà giảng sanh. Cho nên sao bà cụ đó niệm Phật mà có kết quả, cho nên cả gia đình đã đi tu hết, cải gia vi tự. Sau này cái chùa đó cái hiệu là chùa Pháp Môn. Mà cái người chị đó là ni trưởng tịch, rồi cái người em út là hòa thượng Tắc Thành, là cháu ngoại của bà cụ đó. Câu chuyện đó thì hòa thượng Trí Tịnh có viết lại trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu, mà ở quê tôi biết nán lại một ngày. Bây giờ cái chuyện này mới nhất là cô Phật tử này ở đường Nguyễn Kiệm gần học viện mới ra Vũng Tàu, mới nói với tôi thế này: em con năm nay 53 tuổi thầy, mà nó chưa bao giờ bước chân tới chùa, cái cổng chùa, nó không biết chùa là gì hết. Nó bị ung thư máu này mấy năm, mà vợ nó đó là mua thuốc dán mà giảm đau đó, nghèo rồi, nghèo. Bây giờ thầy viết cái thơ, thầy khuyên em con nó quy y, con mang ơn thầy. Tôi nói được, cái chuyện đó dễ thôi, tôi viết cái thơ. Thì sau đó cô mới gửi qua bên Mỹ, thì anh mới đọc xong rồi anh mới nói với bà vợ lên chùa Dược Sư, mời mấy sư nữ xuống quy y cho anh, đặt pháp danh là Quảng Minh. Như vậy là 53 tuổi mới quy y Tam Bảo. Cái người chị Việt Nam mừng quá, bà vợ mới điện về nói là chồng con quy y rồi, có pháp danh là Quảng Minh. Bà chị mới ra Vũng Tàu mới nói: thưa thầy, bây giờ thầy viết cái thơ thứ hai, thầy khuyên em con niệm Phật, tôi nói khó lắm, cái này tôi không hứa, bởi vì nhỏ lớn mà không niệm Phật thì mắc cỏ lắm, niệm không có được, chứ đâu phải dễ niệm đâu. Mình niệm quen rồi mình không niệm mình thấy rồi nó khó chịu, bây giờ ta không niệm biểu ta niệm khó chịu lắm, tôi không hứa cả. Tội nghiệp bà chị, bà năn nỉ. Ngày cuối cùng tôi nhận lời. Quý vị biết tôi viết cái thơ mà ba đêm giấy học trò đó, tôi viết nửa trang giấy học trò tôi ngừng lại, tôi để tôi trụ trì 21 biến chú Đại Bi, bởi vì tôi nghĩ là tôi không đủ khả năng khuyên cái người đó niệm Phật, mà phải nhờ đến Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ để cho cái người đó họ đọc cái thơ đó, họ phát tâm họ niệm Phật. Rồi tôi nghĩ tôi viết một đoạn nữa, tôi để đó tôi trì chú, tôi viết một đoạn tôi để đó tôi trì chú. Rồi cuối cùng hết cái thơ tôi gửi qua Mỹ thì Quảng Minh niệm Phật. Niệm Phật Quảng Minh mới nói với vợ rằng: bà lên chùa bà nói với sư phụ á, cho tôi thỉnh cái sâu chuỗi nhỏ nhỏ vậy, chứ tôi ngồi vậy không có được, nằm mà niệm chứ đâu có ngồi dậy được. Niệm đem sâu chuỗi đó về, Quảng Minh mới niệm được năm tuần lễ. Cái Quảng Minh nên nói với bà vợ là không có dán thuốc dán nữa, tôi có thuốc dán Di Đà rồi, không có niệm không có dán nữa. Bà vợ bà nói: thôi đi cha ơi, tối rồi cha la cha ngủ không được, rồi cả nhà ngủ không được, mua để sẵn đó, nhưng mà Quảng Minh không cho dán. Bà vợ bà nói tội nghiệp lắm, hai cái tay mà bấu cái bắp đùi xước máu mà không cho niệm. Ba ngày êm bình thường, không có gì để niệm Phật. Niệm thêm 2 tuần nữa là 7 tuần. Quảng Minh mới nói vợ rằng: ngày mai đó là bà sắp đặt công chuyện nhà, không làm gì hết, nhắc cái ghế ngồi đây niệm Phật phụ với tôi theo Phật A Di Đà. Thì vợ Quảng Minh tin rồi,
từ cái mà đau nhất mà không rên không la mà chịu đựng được thêm 2 tuần lễ này, vợ Quảng Minh có cái niềm tin. Bây giờ niệm Phật, sáng bà vợ được nhắc ghế vô ngồi niệm Phật, khang cổ đổ nước niệm tiếp. Ngày đó là ngày 14 tháng 10 âm lịch. Thì bên Việt Nam đó là 7 giờ tối, kiển ở trên chánh điện đánh, tôi chuẩn bị y hậu lên chánh điện làm lễ, thì điện thoại trong phòng tôi nó reo. Tôi trở vô tôi nghe điện thoại, thì vợ của Quảng Minh nói: thưa thầy, con báo tin cho thầy mừng, Quảng Minh tắt thở mà cái tai còn lần cái sâu chuỗi. Tôi nói A Di Đà Phật, nhân duyên đầy đủ, thời tiết đã hợp thời, thầy Quảng Minh về Phật, thầy quan hỷ. Vợ Quảng Minh mới nói là con chưa điện cho chị con, mà con điện cho thầy trước. Như vậy từ ngày bắt đầu niệm cho đến vãng sanh có 7 tuần lễ. Nói nào 7 tuần thôi. Mà cái người đó từ nhỏ đến lớn chưa bước tới cái cổng chùa mà phát tâm niệm Phật. Bởi vì sao? Buông bỏ hết rồi. Tôi nói cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt. Quảng Minh buông bỏ hết rồi. Việc đời, việc nhà, tiền của vợ con, Quảng Minh không còn nghĩ đến nữa. Cho nên cái hành giả niệm Phật quan trọng cái cuối đời của mình, phải xả ly, phải buông bỏ mới được. Không buông bỏ là không được. Bây giờ kể cái chuyện ở nhà bè quý vị nghe. Không buông bỏ nguy hiểm lắm. Sư cô này là tuổi Tuất, là 69 tuổi, mà xuất gia hồi 16 tuổi, hiến xác cho y tế. Quý vị thấy tốt không? Người ấu niên xuất gia mà hiến xác cho y tế là Bồ Tát hạnh, chứ không phải đơn giản đâu. Cái người đó là hành Bồ Tát hạnh. Thế thì mẹ của sư cô có 4 chị em ruột, bà bán một cái phần đất đó và chia cho mỗi một người 1 tỷ tiền Việt Nam. Sư cô đó 1 tỷ. Thì sư cô nó mới xin, sư cô tu bên khất sĩ, xin tịnh xá đó, sư cô mới xuất chúng. Sư cô về, sư cô lấy 300 triệu cắt một cái nhà cấp 4. Tiền của mình mà, đâu có khuyên Phật tử, đâu có góp, quyên góp ai đâu. Còn lại 700 triệu, cái đứa em út nó nói thế này: chị gửi nhà băng không tiền lời bao nhiêu đâu, bây giờ nó hạ dữ lắm, bây giờ chị đưa cho em kinh doanh, rồi tới tháng em trả lời cho chị sống. Thì chị em nói như vậy thì tốt quá đó. Đưa 700 triệu cho đứa em mà không có giấy tờ. Mà hai cái người chị trước thì biết, nhưng mà chị em mà. Rồi sư cô về cái nhà đó ở thời gian bệnh, mới đưa vô bệnh viện 115. Thì trong bệnh viện 20 ngày thì bệnh viện đó trả lắc đầu: thôi sư cô về, muốn ăn cái gì cho ăn để lo hậu sự, chứ giờ bác sĩ bó tay. Thì bà chị thứ hai đó, bà mới thấy em mình bây giờ tu hành hồi nhỏ lớn mà về ở cái nhà này một mình, thì quần áo rồi ăn uống rồi ai chăm sóc. Bà chị thứ hai mới rước về nhà của bà chị thứ hai đó để bà nuôi. Thời gian cái sư cô đó mới chết. Thì khi mà chết đó, là 2 giờ đồng hồ sau là xe y tế của thành phố xuống nó chở cái xác, hiến xác mà. Bây giờ lập cái bàn thờ ở cái nhà của bà chị hai đó thờ. Bình thường, dân bình thường. Bây giờ sư cô đó hiện hồn đi trong cái nhà đó, 5 người thấy hết. Khi thì ở nhà tắm, khi ở nhà cầu, khi ở nhà dưới, khi ở nhà trên, khi ở trên thang lầu. 5 người, cái nhà của bà chị hai đó thấy sư cô này hiện hồn đi hết.
thấy rõ, không phải chiêm bao mà thấy rõ ràng. Mà chiêm bao là khác mà thấy là khác. À, bà chị thứ hai mới ra Vũng Tàu mới thưa với cái thầy này, tôi vô tôi nói sư cô còn đây chưa đi, sư cô chưa có siêu. Tại sao sư cô không siêu? Cái xác thì hiến mà tiền thì nhớ. Trời ơi, thấy nguy hiểm chưa? Tiền thì nhớ mà cái xác thì hiến, có nhiều đó mà đi không được. Hai vấn đề làm cho sư cô đó bận tâm là ghét đứa em nó lừa đảo, giận nó. Thứ hai là tiếc tiền, cho nên sư cô đi không được. Ngày 16 tháng giêng chiều tôi mới tới cái nhà đó, tôi nhắc cái ghế bên đây, cái bàn Phật bên đây, cái bàn thờ sư cô có cái ảnh này đó, tôi nhắc cái ghế tôi ngồi đó, tôi khai thị. Tôi nói chừng 10 phút thì sư cô đó nhặt vô cái bà chị thứ hai đó khóc như mưa, khóc dữ lắm, khóc vậy. Tôi mới nói sư cô thế này, sư cô tốt quá, tôi đi tu 14 tuổi, sư cô đi tu 16 tuổi, tốt quá. Mà tôi chưa hiến xác, còn sư cô hiến xác đó, sư cô hơn tôi đó. Nhưng mà bây giờ sư cô dở quá, nhớ tiền chi vậy? Trí tuệ vi sự nghiệp. Tôi đặt giả dụ nha, bây giờ ai có đem cái cục vàng mà bằng cái thân tôi mà đổi cuộc đời tu hành của tôi không đổi. Tôi nói thật tôi không đổi. Sư cô lại bỏ cái xác mà nhớ 700 triệu, dù mình điên đảo. Cho nên bây giờ sư cô không siêu được. Rồi hiện hồn đi trong nhà này, 5 người trong nhà này thấy hết. Bây giờ sư cô buông bỏ đi, xả ly. Phải xả ly cái này. Cho nên người đời người ta nói rằng sống để bụng chết đem theo. Ở ngoài xã hội đó, A, B giận với nhau, giơ tay lên, sống để bụng chết đem theo, nguy hiểm lắm. Bởi vì khi mình chết đó, mà cái thân này bỏ rồi nè, cái này bỏ rồi nè, mà người ta nói là cái mạng sống con người quý lắm. Nhưng mà khi mình tắt thở rồi thì cái này bỏ đi. Quý vị thấy có ai ra ngoài đường thấy cái người mà tai nạn giao thông chết rồi lụm đem về làm của không? Không, thật chẳng đã con mình đem về chôn chứ. Ghê lắm, đồ bỏ. Cho nên Đức Phật mới nói là cái thân này giả mình đâu có nghe, nồi điện giả mình nghe, truyền hình giả mình nghe, vì mấy cái đồ này mình bỏ thùng rác đúng không? Cái đó giả mà. Nhưng mà nói cái thân này giả đó không ai nghe đâu. Cực chẳng đã mình đệ tử của Phật ráng nghe chứ còn sao cái này giả được, quý quá mà. Rồi bây giờ quý vị thấy rằng mình đi chợ mình mua, ra ngoài cửa hàng mình mua, cái gì người ta cũng bảo hành hết. Có thứ này bảo hành 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm, cái gì cũng bảo hành hết. Mà cái đồ đó, cái đồ phải vớt thùng rác hết, bảo hành cho cũng vớt thùng rác hết. Phải không? Mà cái thân này ai bảo hành? Mình về mình nói con mình, con bảo hành cho má để. Nó nói thôi thôi đi, cô ai nấy lo bà ơi, không ai bảo hành. Dỗm. Cái này dỗm cho nên không ai bảo hành. Còn cái cửa hàng đó ta nói cái này đó em bán cho chị là đồ của Nhật Bản, đồ tốt em bảo hành cho chị 6 tháng 1 năm. Mà mình biết cái đó là vớt thùng rác mà có người bảo hành. Còn cái này không ai bảo hành là hàng dỗm. Dỗm cái gì? Dỗm là giả đó chứ gì đó. Nói không? Dỗm không ai bảo hành hết. Thế thì khi mình chết cái thân này bỏ rồi, thứ hai là tiền của mình bỏ rồi, con cháu thân bằng quyến thuộc bỏ rồi, chức quyền của xã hội này bỏ hết, mà mang theo cái hận thù thì mãi muôn kiếp ngàn đời nó móc nối với nhau, quan trái hận thù không bao giờ dứt hết. Tôi kể chuyện này quý vị nghe ghê lắm, không đơn giản đâu. Ở Vĩnh Long, Tâm Bình ở Vĩnh Long,
Thế thì bà già này có 5 người con, 2 gái 3 trai nè, 2 cô gái này ở Pháp. Hai cô mới về Vũng Tàu mới thưa với thầy, mới nói má con cái nghiệp gì nặng lắm thầy. Mỗi khi ăn cơm thằng em con nó đánh, mà nó tát hai bên cái má nó chảy máu miệng mới ăn, chứ còn không chảy máu miệng là không ăn. Tôi nghe lạ quá, thôi đi. Tôi đặc biệt cái gì lạ lạ là tôi tới à. Bởi vì pháp sư mà nói không có là nguy hiểm, cái gì phải nói cho có là, chứ không dám nói thêm. Tôi xuống đó thì gần 11 giờ, thì ở nhà mới đem nước ra uống. Thì chừng 11 giờ rưỡi thì cái thằng con trai bà nó ở trong vườn, nó trồng bưởi da xanh, nó đi xe gắn máy, nó dừng trước nhà đó. Bà ngồi trên cái ghế mây này, nó đứng nó tát mỗi bên má trên 10 cái tát, máu miệng chảy ra. Tôi thấy rõ ràng. Tôi lắc đầu. Rồi thì con nhỏ cháu nó mới lau miệng, lau đồ, ăn một tô cơm. Mà cái tô này là thanh niên ăn mới nổi, chứ bà già ăn không nổi đâu. Ba người ăn mới hết cái tô cơm, bà ăn hết tô cơm. Ngày mai đánh nữa, mà trên 5 năm. Từ cái ngày mà đánh bà tôi về trên 5 năm. Thôi tôi lắc đầu. Tôi ở lại đó ban đêm, tối tôi mới gặp ma cậu con trai của bà đó. Tôi mới nói thế này, bà có 5 người con ruột, 2 cô gái ở Pháp tôi bỏ ra đây, bây giờ 3 cậu con trai ở Việt Nam. Thế thì tại sao mấy cậu là con trai ruột? Đó nè, mẹ là mẹ ruột, thì tại sao không chia ra người đánh một tuần cho nó đồng có người đánh à? Thầy hai chú mới hỏi, chứ má thầy đánh được không? Tôi nói dĩ nhiên là không được rồi, nhưng mà ở đây đánh mới ăn cơm tôi mới hỏi, chứ còn không tôi hỏi làm gì. Hai chú mới nói tay chân đâu mà đánh được, không đánh được. Còn cái chú này thì sao? Chú đánh. Cái chú nói tôi không đánh thì má tôi không ăn cơm chết thì sao? Tôi kết luận nè, hai chú này thương má không đánh đúng không? Chú này thương má đánh đúng không? Đúng. Ai cũng thương hết, cho ai ghét hết. Hai người thương không đánh, một người thương đánh. Thôi sáng mai tôi về. Trong tâm tôi thì tôi hiểu đó là hậu báo. Tôi biết là hậu báo. Nhưng mà cái việc thực tế cái gia đình đó thì tôi không biết, nhưng mà tôi biết là hậu báo. Thì tôi gửi xe ở ngoài lộ đó, tôi ghé cái quán đó, người ta giữ xe không có lấy tiền. Tôi mới ghé tôi mua 4 chai nước ngọt, 4 thầy trò ngồi đó uống. Thì cái bà má của cái bà chủ quán đó lớn hơn cái bà đó là 4 tuổi, bà mà con bà đánh nó 70, còn cái bà này 74 tuổi. Bà đi nhẹ nhẹ, bà tới gần chỗ tôi ngồi, bà nhắc cái ghế bà ngồi, bà hỏi chứ quý thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh nó phải không? Tôi nói dạ, lần đầu tiên tôi mới thấy. Đức Phật nói vô thường là khổ, mà đói khổ hơn vô thường. Tại sao đói mà phải đợi người ta đánh mới ăn? Xin lỗi, cơm thiêu cũng ăn, cơm dở cũng ăn, đắng cũng ăn, ngọt cũng ăn, đói xấu lắm. Mà tại sao bà già này là gọi đánh mới ăn, mà đánh đổ máu chứ không đổ máu là không ăn? Bà kia mới nói thế này, quý vị ở xa quý vị không biết, tôi kể cái lai lịch cái gia đình đó cho quý vị biết. Ông nội của bà ta hồi xưa là hội đồng quản hạt ở cái địa phương này, ác lắm. Ông đánh người ăn người ở trong nhà đó là lấy chổi chà nhúng phẫn mà đánh. Thì bây giờ nó trở lại nó đánh bạn, chứ đâu có xa lạ vậy đâu. Bởi trong giáo lý nhà Phật có nói là hiện báo, sanh báo, hậu báo. Hiện báo là đánh chuông, đánh trống, đánh mõ, thổi kèn thì nhân quả đồng thời. Mình đánh cái chuông thì cái dùi chuông chạm cái thành chuông rồi vang ra tiếng chuông, chứ đâu có đợi cái phút giây nào đó. Đó là hiện báo. Cái thứ hai là sanh báo. Nấu cơm một giờ đồng hồ cơm mới chín, mà làm cơm rượu phải 3 ngày mới ăn.
làm dưa cải, làm tương, làm chao, trồng chuối, trồng xoài, trồng cam, trồng quýt, là phải có cái thời gian ngắn hay dài, nhưng mà có thời gian. Nhưng mà cái hậu báo thì đời này, đời sau nữa, ngộ đạt quốc sư 10 kiếp phải trả cái hậu báo trong từ bi sám pháp đạo tràng. Đó là trường hợp là hậu báo. Câu chuyện thứ hai ở Đan Mạch. Tôi đi quảng pháp ở bên Âu Châu. Hôm đó tôi ở Thụy Điển, thì cái anh Phật tử này mới đưa xe, anh chở tôi về Đan Mạch. Thì anh mới nói: má con bệnh cái gì mà bên Âu Châu này bác sĩ giỏi lắm thầy mà không tìm ra được cái bệnh. Tôi hỏi bệnh gì, anh kể cho thầy nghe. Má con nhịn ăn có khi 10 ngày, có khi nửa tháng, mà khi bắt đầu ăn lại ra một ngày má con ăn 3 con gà. Mua gà ngoài luộc ăn thôi chứ không xào nấu gì hết mà 3 con. Còn linh tinh là khác nữa. Thầy coi nhà có hai má con mà hai cái tủ lạnh. Má con cái còn cái. Cái bà mới nói rằng, nó nói thêm tôi đó thầy, ăn gì dữ vậy? Ở nhà có hai má con, nó ăn cái chi tôi ăn cái đó chứ, ma quỷ nó ăn chứ ai ăn. Bà nói vậy. Tôi kiểm tra tôi nói đúng rồi, có người đã ăn cho phải bà ăn. Bà mới chỉ vào con nữ này nè. Đời trước nó ác lắm, nó giàu có, nó có tiền, nó mướn giết. Tôi theo tôi bán nó, báo nó 3 kiếp. Như vậy cái ân quán giang hồ này là ngày xưa hai người này là giết với nhau. Cho nên cái quan hồn đó họ theo họ báo cái bà này là 3 kiếp, mà ngộ đạt quốc sư là 10 kiếp vẫn phải báo. Hai cái bà này, một bà ở Vĩnh Long, một bà ở Đan Mạch, cái trường hợp đó gọi là hậu báo. Cho nên quý vị đừng nói cái câu là sống để bụng chết đem theo, nguy hiểm lắm, nguy hiểm. Thôi cái gì bỏ đi, bỏ đi, xả ly ngay bây giờ. Cứ mà nếu mình không xả nó thì mình ôm cái hận thù này là kiếp nào cũng phải trả hết. Cho nên trong nhà Phật có cái phương pháp chẩn tế, tức là bạc độ cho quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử, là những cái quan cái hồn này là chết họ ôm cái hận thù này, họ chưa xả ly cho nên họ không siêu thoát được. Tôi nói cái chỗ đó quý vị để ý. Rồi. Thế thì nói chưa hết cái chuyện niệm Phật, nói tiếp. Thế thì năm rồi tôi đi hoằng pháp bên Úc, tôi lên Rít Bình để tham gia cái đạo tràng niệm Phật của pháp sư Tịnh Không. Sau đó thì có một hành giả họ giới thiệu tôi về ghé thăm về cái nhà bà Phật tử người Đài Loan. Thì câu chuyện đó thế này: hành giả của pháp sư Tịnh Không niệm Phật là không được nghe điện thoại, không đọc báo, không xem truyền hình. Đặc biệt thì cái hành giả này đã chấp hành không đọc báo, không nghe điện thoại, không xem truyền hình. Thì hôm nọ bà nằm chiêm bao, bà mới thấy một cái anh thanh niên mà tiều tụy khổ sở lắm, xấu xí lắm. Anh nói với bà thế này: bà cứu tôi khổ quá, tôi tìm bà rất là lâu. Bà ấy mới nói: tôi giúp anh, tôi cứu anh bằng cách nào? Anh thanh niên rồi mới nói: tôi là người Đại Hàn, tên là Kim Thiện Nhật, bị bắt làm con tin, nó chặt đầu ở Iraq, bà cứu tôi. Bà mới nói với người thanh niên đó: được rồi, anh chết oan đó, có thể tôi giúp anh, nhưng mà với điều kiện là anh phải niệm Phật tôi mới giúp được, tôi cứu được, chứ anh không niệm Phật tôi không cứu được. Người thanh niên đó mới chấp nhận và dạy cho người thanh niên đó niệm Phật 3 lần. Bà thức dậy thì đồng hồ 2 giờ khuya. Bà mới xách cái xô chuỗi ra ngoài phòng khách, bà ngồi bà niệm Phật
Thì cái người con trai của bà đó, cái cậu này 40 tuổi, cậu mở cửa cậu đi toilet thì cậu thấy bà mẹ ngồi ở trên cái bộ salon rồi. Cậu mới nói thế này: mẹ biết giờ này mấy giờ không? 2 giờ khuya. Mà mẹ lớn tuổi rồi mà mẹ không giữ sức khỏe không tốt đâu, thôi mẹ đi nghỉ đi, sáng rồi niệm Phật. Bà mới nói: mẹ mới vừa nằm chiêm bao một cái điềm chiêm bao rất là lạ lùng. Mẹ thấy một người thanh niên đó, người đại hàng, nói với mẹ là tên là Kim Thiện Nhật, bị bắt làm con tin chặt đầu ở Iraq. Người ấy nhờ mẹ giúp, cứu giúp, về mẹ dạy cho anh niệm Phật. Anh rất là tin tưởng anh niệm Phật. Cái người con trai của bà mới nói đây này: mẹ là hành giả của Tịnh Tông, thì ở cái pháp hội đó không cho người niệm Phật như mẹ là nghe điện thoại, đọc báo, xem truyền hình. Tại sao mẹ biết cái chuyện đó? Bà nói: mẹ không có đọc báo, mẹ không có xem truyền hình, mẹ không có xem tivi, mẹ nằm chiêm bao, mẹ thấy người đó nói với mẹ như vậy. Thì cậu con trai đó mới vô trong phòng lấy cái tờ báo ra đọc cho bà nghe: thưa mẹ, đây là tờ báo có đăng cái tin đó rõ ràng, và cái hình của cái người thanh niên đó có trong tờ báo này. Bà xem cho cái tờ, bà nói: đúng rồi con ơi, cái người mà mẹ thấy trong giấc chiêm bao đó giống cái hình trong cái tờ báo này. À, thấy người con trai của bà thấy lạ quá, lạ quá. Sáng hôm sau, con trai của bà mới lái xe đưa vào trong Tịnh Tông học hội để niệm Phật thứ bảy và chủ nhật. Thì bà mới nói với Kim Thiện Nhật đây này: ngày mai đó anh có thể vào pháp hội niệm Phật để niệm Phật, vì ở đó đại chúng đông lắm, cái năng lượng đó tốt. Còn cá nhân tôi thì không tốt, tôi khuyên anh vào đó để niệm Phật. Thì bà vào trong Tịnh Tông học hội đó, bà niệm Phật 2 ngày. Khi bà trở về nhà chủ nhật, bà niệm Phật cho anh thêm 1 tuần, 1 tuần lễ nữa, bà hồi hướng cho Kim Thiện Nhật. Thì cái ngày cuối tuần đó, bà thấy Kim Thiện Nhật ngồi trên cái hoa sen, mà hoa sen đó có hào quang. Kim Thiện Nhật mới vẫy tay chào bà: chào bà, tôi về Cực Lạc. Con trai của bà thấy cái câu chuyện đó lạ quá, anh mới viết một cái bài báo, anh gửi qua Đài Loan, Phật giáo Đài Loan mới đăng trong cái tạp chí của Phật giáo Đài Loan. Thì bên Đài Loan họ mới gửi cái số báo đó qua Úc, mới cho các hành giả niệm Phật ở pháp hội của Pháp Sư Tịnh Không đó. Thì anh lấy cái tờ báo ra ra anh đọc cho tôi nghe, tôi đọc đâu có được, chữ Đài Loan tôi đọc không được. Anh mới giải thích cái điềm chiêm bao đó. Thế thì cái đề của cái bài báo đó là thân trung ấm vãng sanh. Đây là một chuyện rất là đặc biệt, bởi vì hành giả niệm Phật thì sau khi cái hành giả đó chết thì hành giả đó vãng sanh là cái chuyện đó bình thường. Nhưng ở đây là cái người này ở Đại Hàn mà chết chặt đầu ở Iraq, rồi tìm cái bà ở bên Úc, cái đạo tràng niệm Phật ở đó, hành giả này niệm Phật giúp cho cái thân trung ấm này, và cái thân trung ấm này tiếp tục niệm Phật với bà, rồi sau đó thân trung ấm nó được vãng sanh. Đây là một chuyện rất là đặc biệt, mà dường như là cuộc đời tôi được chứng kiến nghe một lần, chứ chắc không nghe được lần thứ hai nữa đâu. Thân trung ấm vãng sanh. Cho nên tôi nói với quý vị, ráng mà niệm Phật, cố gắng mà niệm Phật. Bởi sao? Mình có cái nhân duyên rất lớn, mình có cái phước đời kiếp trước mình đã gieo. Bây giờ mình làm người, mình được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là giới thiệu cho mình về cái pháp môn niệm Phật. Cho nên có người nói rằng tôi chỉ niệm Phật Di Đà thôi chứ không niệm ai hết. Mình nói như vậy
tội nghiệp Đức Bổn Sư. Tôi đặt ví dụ đi, tôi là thầy giáo, tôi dạy học trò tôi. Đó nè, mai mốt học trò tôi nó làm trụ trì, nó làm giảng sư, nó không biết tôi, thì quý vị nghĩ sao? Tôi làm thầy giáo tôi dạy nó, bây giờ nó làm giảng sư, nó làm trụ trì, nó không biết tôi. Thế là mình bạc ơn bạc nghĩa với thầy mình. Không nên. Mình nói thế này nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình, hiện tọa đạo tràng thuyết kinh giáo chủ, nói kinh nói pháp dạy cho mình. Nhưng mình tu cái pháp môn tịnh độ, mình có cái duyên với Phật A Di Đà, có cái duyên, cho nên mình cầu vãng sanh cực lạc, Phật nào mình cũng niệm, Phật nào mình cũng kính hết. Chứ tại sao mình chỉ niệm Phật Di Đà thôi, mình bỏ Phật Thích Ca? Một cái đạo tràng này, trước khi tôi thuyết pháp tôi nói về tịnh độ, nhưng tôi phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ tôi đâu có niệm Phật Di Đà không đâu. Nhưng mà tôi giảng pháp môn niệm Phật, nhưng tôi phải niệm Phật Thích Ca Mâu Ni. Ai dạy tôi? Ai vậy đó? Nếu không có Đức Thích Ca Mâu Ni thì kinh Di Đà ai nói? Kinh Vô Lượng Thọ ai nói? Kinh Thập Lục Quán ai nói? Đó là kinh Đại Tập ai nói? Những bộ kinh này nói về tịnh độ, tôi học những bộ kinh đó, tôi giảng tịnh độ, nhưng tôi phải kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đừng nói như vậy. Mình có duyên với Phật Di Đà, mình niệm Phật đi, mình cầu vãng vãng sanh. Nhưng mà Phật nào mình cũng niệm, Phật nào mình cũng kính, Phật nào mình cũng lễ hết. Cái Phật mà giác ngộ hoàn toàn gọi là Phật, thì Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Đà, vô lượng vô biên Đức Phật, vị nào cũng giác ngộ hoàn toàn, thì mình lễ, ai mình cũng lễ hết. Chứ mình không nói là mình bỏ vị Phật này, mình chuộng vị Phật kia. Nói theo cái nghĩa thế gian, tôi thương cái ông đó, tôi ghét cái ông kia, nói theo thế gian. Chứ mình Phật tử không nên nói như vậy. Thế thì một câu chuyện nữa. Cái gia đình này có 5 người mà tu hai pháp môn, tức là chia hai phe. Tu cũng có phe nữa. Quý vị thấy có phe không? Tôi chỉ cho. Đức Phật Di Đà thì có Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hai bên, chứ không thể đứng với Văn Thù Phổ Hiền. Ở đó không? Mà Đức Thích Ca Mâu Ni thì Văn Thù Phổ Hiền, chứ không để Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phe. Hồi đó Hòa Thượng Trí Nghiêm dạy tôi, Hòa Thượng nói làm Phật cũng có phe nữa mấy chú. Tôi giơ tay tôi nói bạch Hòa Thượng, Phật mà phe cái gì? Rồi nói đó, thì tôi chỉ cho thỉnh ba cái tượng Tam Tôn Di Đà Quan Âm Thế Chí đem về để, mà nó để lộn cái ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, khuyên xuống để lộn thôi. Ví dụ như ba cái tượng Tam Tôn thì cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát phải đứng bên tay mặt của mình, Đức Đại Thế Chí đứng bên tay trái, mà mấy ông cư sĩ ông khuyên lộn lên đó, rồi nó biểu đem xuống lộn thôi, còn biểu đem xuống đó. Cho nên Đức Di Đà thì hai vị Đại Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, Đức Thích Ca Mâu Ni thì Đức Văn Thù Phổ Hiền, chứ không bao giờ để lộn hết. Lộn nó không chịu, phe. Cho nên cái gia đình này hai phe. Hai cậu con trai thì tu thiền, mà hai ông bà với đứa con gái là tu tịnh độ. Hai phe đó. Hôm đó cái người chồng đó đưa vô bệnh viện thì bác sĩ mới nói rằng bệnh tình của ông đó trầm trọng lắm, không qua 30 tiếng đồng hồ, bác sĩ họ khẳng định như vậy. Thì bà mẹ bà mới điện thoại cho hai cậu con trai và nói: hai con ơi, bệnh tình của bố trầm trọng lắm, bác sĩ cho biết là không qua 30 tiếng đồng hồ, tụi con niệm Phật cho bố. Bởi vì bà là tu niệm Phật thì bà nghĩ rằng là ai cũng niệm Phật như bà, nói chuyện bình thường.
Hai cậu con trai nó mới trả lời với mẹ nó: thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Cái trả lời vậy bà buồn không quý vị? Buồn 5 phút. Có con mà nó trả lời cho buồn 5 phút. Tôi buồn còn 10 phút rồi. Gặp mà con tôi buồn 10 phút rồi. Rồi chiều 2 giờ đó ông chết. Thì ở bên nước ngoài nó đâu có cho đem cái xác về nhà đâu, để trong cái phòng lạnh, chờ khi nào cái lò thiêu mà nó cho phép thiêu thì mới liệm, để trong cái phòng lạnh. Mà cái phòng lạnh này là âm 30 độ, nước đá mình có 0 độ thôi, mà cái phòng lạnh này nó lạnh gấp 30 lần nước đá. Thì tối hôm đó đó bà mới, bà nói chồng tôi chết tôi đâu có ngủ được, mơ mơ màng màng chứ đâu có ngủ được. Thì ông về ông báo mộng, ông nói tôi chưa chết sao bà bỏ phòng lạnh. Sáng ông mới điện thoại cho con gái, bà mới nói rằng bố con về mách bảo nó là bố chưa chết mà bỏ phòng lạnh. Con gái mới lấy xe chở bà vô trong cái nhà hoàng đó, bà mới yêu cầu cái người mà phụ trách cái phòng lạnh, ông mở cái phòng lạnh ra, bà rờ cái ngực ông còn thở. Bà mới gọi cái ông bác sĩ trưởng khoa đó, bà trách móc mà nói các ông á làm thầy thuốc mà không có lương tâm. Chồng tôi chưa chết mà ông ký đưa vô phòng lạnh, rõ ràng là bây giờ ông còn thở. Thấy không, mấy ông thất trách. Ông bác sĩ ông nói tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu bà ơi. Cái phòng lạnh này đó âm 30 độ, nếu cái người bình thường như bà mà vô nằm 30 phút là chết. Làm gì chiều ngày hôm qua mà tới bữa nay mà sống. Đây là vấn đề tâm linh, tâm linh chứ không phải là sống chết. Ông bác sĩ nói như vậy à. Thế thì bây giờ cái người con gái đó mới điện cho hai cái người con trai, nói bố còn sống các anh à, về đây mà xem. Thì hai cậu con trai đó mới nghe bố còn sống, mới tức tốc lái xe về đó chứng kiến. Thì cái bà vợ đó xỉu đưa đi cấp cứu, chở vào bệnh viện cấp cứu. Thì ở trong bệnh viện đó thì bà mới nghe là ông mách bảo trên tay đó, bà niệm Phật cho tôi mới chết. Hồi hôm thì ông nói ông chưa chết, bây giờ thì ông nói là niệm Phật ông mới chết. Thì đứa con gái đó vô về bà mới nói rằng lên chùa Hoa Nghiêm mời cái ban hộ niệm với tăng chúng ở chùa Hoa Nghiêm đó đến cái nhà hoàng nó niệm Phật cho bố. Bố về bố nói với mẹ là không niệm Phật bố chưa chết. Thì người con gái nó lái xe lên chùa Hoa Nghiêm. Thì hôm đó chùa có cái lễ trai tăng, cho nên thầy trụ trì và tăng chúng bận không có đi được, mới cử 5 người cư sĩ nữ tới cái nhà hoàng đó niệm Phật. Thì trong khi mà ban hộ niệm của chùa Hoa Nghiêm niệm Phật đó, thì hai cậu con trai đứng ở đó để chứng kiến. 1 giờ đồng hồ sau ông bố đã chết thiệt. Thì hôm đó tôi giảng ở cái niệm Phật đường gần cái nhà đó, thì gia đình đó nó mới kể cho tôi nghe cái chuyện đó. Sau cái buổi giảng đó tôi mới về nhà, thì tôi thấy cái bàn thờ linh, tôi thắp nhang cho ông. Tôi mới mời hết trong gia đình đó lại, cũng có một số Phật tử 5-10 người về đó. Tôi mới nói cho quý vị đó nghe thế này: ông cụ này chết mà sống lại, nếu ở Việt Nam thì có trường hợp đó. Hồi nhỏ tôi ở Cai Lậy, tôi xuất gia chùa Thiền Phước ở Cai Lậy, lúc còn nhỏ mới 15-16 tuổi. Thầy tôi dẫn đi hộ niệm cho cái bà Phật tử đó, bà chết 3 lần. Cái lần đầu bà chết, rồi liệm vô đó, rồi đậy cái nắp hàng nó chừa một khoảng để đứa con gái út chưa có về kịp, để nó về nó thấy mặt rồi mới đậy nắp lại. Thì người ta phát hiện là cái khăn đắp mặt nó nhúc nhích, dở cái khăn ra là bà sống, tháo đồ đem ra bà sống được 8 tháng, bà chết nữa.
lần thứ hai này họ kỹ lưỡng hơn, làm cẩn thận hơn, rồi phải sống lại lần nữa 5 tháng, chết lần thứ ba nữa là bà sống được, bà chết 3 lần. Tôi hồi nhỏ tôi có chứng kiến, ta gọi là hồi dương. Nhưng mà đừng bỏ cho cái phòng lạnh mới hồi dương chứ, ở đây bỏ cho cái phòng lạnh mà hồi dương vậy nổi, nó lạnh 30 độ mà hồi dương gì. Như trường hợp ở Việt Nam thì có cái trường hợp người chết núi con cháu đó, họ sống lại 2-3 tiếng đồng hồ, có khi 1 đêm 1 ngày có, nhưng mà ở bên nước ngoài không có chuyện đó. Trường hợp cái ông cụ này mà ổng về báo cho bà vợ biết là chưa chết, rồi dỡ cái phòng lạnh ra, rồi ổng báo mộng là niệm Phật, mà hai đứa con trai của ông bác cái pháp môn niệm Phật. Cho nên ông hiện ra cái tướng này để trả lời cho hai đứa con trai của ông là pháp môn niệm Phật mầu nhiệm tối thắng, chứ không như cái lời phỉ báng của hai đứa con trai ông đâu. Đó là cái chuyện năm đầu tiên hết tôi qua Úc, tôi hoằng pháp, tôi mới gặp cái trường hợp này, tôi về tôi kể cho quý vị nghe. Tức là hai người con trai đó trả lời với bà mẹ nào, thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Trời ơi, sao mà tệ quá vậy, ăn nói gì mà không có đầu đuôi, không có ngọn ngành gì trời. Mình tu thiền, thấy không, thì cũng là Phật dạy mình tu thiền. Bây giờ cha mẹ mình tu tịnh độ cũng Phật dạy cho cha mẹ mình tu tịnh độ, thì tại sao mình phát ngôn là thời buổi này là thời buổi gì mà nó cho rằng pháp môn niệm Phật là lạc hậu? Cho nên cái ông già đó hiện ra cái tướng đó để trả lời rằng pháp môn niệm Phật là tối thắng, là mầu nhiệm, chứ không có lạc hậu như hai người này nói. Từ đó tới sau hai cậu con trai này làm thinh, không dám nói gì nữa hết. Rất may là hôm đó tôi không gặp hai người này, tôi không gặp. Chứ nếu tôi gặp á thì tôi sẽ nói khác, nhưng mà tôi không gặp. Từ đó tới sau là hai người này không dám nói gì nữa hết. Đó là mầu nhiệm và tối thắng. Thế thì hôm nay nhân cái buổi mà đạo tràng quý vị tu niệm Phật, tôi có mấy việc trao đổi để quý vị hành giả niệm Phật này chọn cái pháp môn niệm Phật, chọn cho chắc, tu cho tinh sâu, nguyện thiết hành thâm. Tin lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin lời sự tu hành của mình, mình thành Phật. Nhân quả niệm Phật thì cái quả được thành Phật. Mình tu, mình tin tưởng nơi cá nhân của mình, tự mình, chứ mình không có trông đợi ai hết. Còn cái việc của Phật A Di Đà là cái bản nguyện của Ngài, Ngài tiếp dẫn, Ngài sẽ tiếp dẫn chúng ta, Ngài không bỏ chúng ta. Dù chúng ta niệm Phật mà đến giờ phút cuối cùng tâm còn loạn động, chưa được nhất tâm, Ngài cũng rước chúng ta về cực lạc, nhưng mà ở cái phẩm thấp một chút. Rồi ngồi trong cái hoa sen đó, nghe chim thuyết pháp, cây thuyết pháp, nước thuyết pháp, nghĩa là tất cả cảnh giới của cực lạc đều biết thuyết pháp. Rồi mình nghe pháp, mình tu, khi nào nghiệp mình dứt thì sen nở, mình đồng với chúng sinh ở thượng phẩm. Cái việc đó, cái việc của Phật là gì là không phải chuyện của mình. Mình ráng cố gắng tu. Còn hành giả nào tu mà tinh tấn trong cuộc đời này, đến giờ phút cuối cùng nhất tâm bất loạn, thì chúng ta vãng sanh về thượng phẩm, diện kiến với Đức Phật A Di Đà trong nháy mắt. Như vậy người niệm Phật giỏi cũng được vãng sanh, mình niệm Phật dở mình cũng được vãng sanh. Tôi ví dụ thế này, có 4 cái trường đại học. Cái trường đại học thứ nhất đó thì họ lấy cái điểm mà thí sinh đậu đó 10 điểm. Cái trường thứ hai đó họ lấy là 9 điểm. Cái trường thứ ba đó họ lấy 8 điểm.
cái trường thứ tư có 4 điểm nè. Thế thì bây giờ mình là học sinh, mình thấy là ba cái trường này mình không có khả năng, mình không có ghi danh cho nó thi nổi, mình dở mà, mình ghi danh cho cái trường 4 điểm. Bây giờ mình đậu thì gọi mình là gì? Là sinh viên. Nhưng mình có 4 điểm à. Cũng đậu là cũng là sinh viên, nhưng mà mình học dở. Cái trường của Phật A Di Đà chọn sinh viên mà trong đó điểm thấp nhất là người vãng sanh tạp niệm, mà lúc lâm chung Phật cũng rước mình về Cực Lạc, mình cũng là gì? Là liên hữu của tịnh độ. Chứ gọi là cái gì? Nhưng mà mình bởi vì chính phẩm này, cái cõi đồng cư tịnh độ chia làm chính phẩm, thì cái thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, hạ phẩm rồi trung phẩm, chính phẩm. Mình dở thì mình ở cái hạ phẩm, dở hạ phẩm. Riêng tôi nói với các vị rằng tôi không mơ cái phẩm nào hết, tôi không mơ phẩm nào hết. Tôi nguyện rằng sau khi tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi thành cỏ, chi cỏ lan bên tịnh độ cũng được. Bởi vì cỏ bên tịnh độ người ta không cắt cho bò ăn, mà biết thuyết pháp. Quý vị về tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, đúng không? Ai mà dở nó về hạ phẩm tôi thuyết pháp cho quý vị nghe. Chứ ở đây mà thành cỏ nó cắt cho bò ăn hết trơn, mà về đó là cỏ không có cắt bò ăn, mà cỏ biết thuyết pháp. Cho nên tôi nguyện rằng thôi về đó thành cỏ cũng được, ở đây nhọc nhằn lắm, giàu cũng khổ, có chồng mà không có con cũng khổ, con đông cũng khổ, tiền nhiều quá cũng khổ, nghèo quá cũng khổ, cái gì cũng khổ, khổ hết. Ở chùa cũng khổ, không ở chùa cũng khổ. Là tôi nói khổ ở chùa quý vị nghe, quý vị chưa có ở chùa đâu. Có người Phật tử đó thì họ cúng đó, họ không cho ai biết hết. Họ thấy trụ trì ở chỗ nào đó họ nhét họ đưa thôi, không muốn ai thấy hết. Còn người Phật tử cúng á là phải chờ cho đông người đem ra rồi làm lễ rồi quỳ rồi bạch để cho mọi người thấy. Khổ vậy đó. Có một người Phật tử thì tới chùa không cần mình hỏi, chỉ nháy mắt được rồi. Còn có người tới ra phải chờ hỏi mà không hỏi, họ nói ông thầy làm lễ ông thầy khó chịu. Khổ không? Nhiều đó khổ rồi, đâu có đơn giản đâu. Cho nên nhà chùa đó chia bổn đạo ra ba hạng. Bổn đạo mà có ba hạng. Thứ nhất đó là thuận thành. Phật tử mà thuận thành, không biết chùa này mấy người tôi không biết, chùa tôi có 2 người rưỡi hả? Bởi vì 3 người mà có người đó què, tôi kể nửa người rồi. Thuận thành đó có 3 người, mà lễ Du Lan đó mà ăn cơm chùa 4.000 người. Cái lễ Du Lan mà họ về họ đi chùa ăn cơm đó 4.000, mà Phật tử thuận thành có 2 người rưỡi rồi. Thuận thành là nghĩa sao? Thầy trụ trì đó có mấy lon gạo mà Phật tử đâu biết, nhưng mà ngoài chợ không biết. Thầy trụ trì đó mặc cái áo rách hay cái áo lành mà Phật tử đâu biết, mà ngoài chợ ta không biết. Thầy trụ trì đó có mấy đồng bạc mà Phật tử đâu biết, mà ngoài chợ không biết, gọi là thuận thành. Còn không thì ở chùa có gì ngoài chợ biết hết. Biết hết ngoài chợ biết hết, một buổi chợ là biết hết. Đúng không? Đó là Phật tử thuận thành. Cái Phật tử thứ hai là Phật tử cảm tình đông lắm. Là đám ma nhà héo, rồi công chuyện từ thiện xã hội gì thầy trụ trì làm hết. Cho nên có cái cảm tình, ngày lễ ngày Tết bổn đạo về chùa đông thiệt là đông, nhưng mà cảm tình. Thì cái đó đông lắm. Cái Phật tử là Phật tử xu hướng, cái này rắc rối lắm. Hãy bổn đạo mà trụ trì mà gặp cái bổn đạo xu hướng này là trụ trì có chết không kịp ngáp. Thôi qua thượng thiện qua dạy tôi,
Hồi Hòa Thượng Thiện Hoa còn sanh tiền đó, Hòa Thượng dạy tôi, Hòa Thượng mới kể là bổn đạo nhà chùa chúng ta có ba hạng, thuận thành là một, Phật tử thuận thành, Phật tử cảm tình và Phật tử xu hướng. Hôm nay tôi nói cái khổ của nhà chùa để quý vị nghe, đâu sướng ít gì đó. Nhưng mà cái nghiệp của người tu là phải ở chùa, chứ không lẽ ra ngoài đòi ở, vô trong miếu, trong đình ở, phải ở chùa. Cho nên cái nghiệp ở chùa là phải ở chùa, khổ lắm. Thôi, thầy trò chúng ta ráng gặp nhau cuộc đời này, chấm dứt, không về đây nữa, chùa gì cũng không ở hết, về cực lạc ở. Tôi buổi giảng trên đây kết thúc, cầu cho hành giả niệm Phật chúng ta tiến bộ và niệm Phật tinh tấn, để ngày mai chúng ta gặp nhau ở Liên Trì Hải Hội. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Để thánh chúng đến trước mặt của mình, và cái nguyện lực của Ngài, cái mầu nhiệm của Ngài làm cho cái hành giả đó nhất tâm, rồi Ngài rước về cực lạc. Nhưng mà chịu khó ở hạ phẩm một tiểu kiếp sen mới nợ. Tại sao mình còn mang nghiệp? Mình mang nghiệp thì về tịnh độ đó, cây nước, ao hồ, chim rừng viết thuyết pháp, thì hằng ngày mình ngồi trong cái hoa sen đó, mình tu tập đến khi nào nghiệp dứt sen nở thì chứng vô sanh nhẫn, đồng với chúng sinh ở thượng phẩm hay là trung.